Chào quý vị và các bạn, tôi là Trung Rio đến từ Trắng Auto. Hiện nay tôi đang ở ngoại ô Hà Nội, giữa một cánh đồng mênh mang lúa chín. Cứ đến mỗi mùa lúa chín vàng, thay vì người nông dân xưa kia dùng liềm để cắt từng khóm lúa, thì ngày nay họ đã có một công nghệ hỗ trợ hiện đại hơn rất nhiều. Hiện nay đang là vụ mùa, bà con nông dân đang gặt lúa. Và hôm nay chúng tôi sẽ trải nghiệm chiếc máy gặt tự động này. Hiện tại chúng tôi đang ngồi trên chiếc máy gặt Kobuta. Đây là logo thương hiệu. Chúng tôi chuẩn bị trải nghiệm chiếc máy gặt này. Tuy nhiên là nó đang bị sự cố tua xích. Vừa rồi tôi có hỏi các anh kỹ thuật ở đây thì đây là cần số. Đây đi tiến, gạt lên là đi tiến. Gạt về đằng sau là đi lùi. Đây là cần này rẽ trái, rẽ phải. Gạt ở đây. Đây, đèn pha, đèn cốt và đèn siêu cốt. Đây gọi là siêu cốt đúng không? Bởi vì chiếu thẳng xuống đất mà. Đây là cốt này, đây là pha này. Đây bên xi nhan. Trái phải, còi. Đây là đồng hồ công tơ mét. Đồng hồ công tơ mét thì chỉ có chỉ số vòng tua, không có đo tốc độ. Đây là chìa khóa. Nút khởi động. Và đề tại đây luôn. Bật tắt. Đây là được gọi là cần ga. Kéo về rùa thì là đi chậm. Đây là con sóc thỏ, đi kéo lên thì tốc độ sẽ là nhanh. Nhanh chậm. Anh tên gì nhỉ? Việt. Tên là Việt ạ. Vâng. Em hỏi một chút là cái máy này là máy là anh đầu tư ra hay là anh thuê lại ạ? Anh đầu tư ra. Thế anh đầu tư ra thì cái máy này anh mua bao tiền? 700. 700 triệu. Anh mua từ mới hay là mua mua mới? Thế thường thường thì anh làm cái này thì dùng cái máy này thì một xào anh thợ hoặc là anh ấy, làm mất khoảng bao lâu anh? Thì ra được một bao thóc? Máy không hư hỏng gì, là 6 phút, 6 đến 10 phút là xong một xào. Cái chi phí mà người ta phải trả cho anh là bao nhiêu? Khoảng cũng được ạ. 1.3 tới 1.5, nhưng dân nó vẫn dán. Dân đi lấy 1.5, nhưng ruồng hơn một xào họ cũng bảo là một xào. À, tức là nếu mà mình sẽ tính khoảng thôi. Thì một xào thì mình sẽ tính khoảng từ 1.3 đến 1.5. Thì cái chi phí mà nhiên liệu ấy, còn nó có tốn nhiều không anh? Tốn nhiều. Thì thường thường thì anh sẽ tính theo kiểu gì? Anh thấy nó tiêu hao nhiên liệu theo kiểu gì? Ví dụ khoảng độ 10 xào thì hết khoảng bao nhiêu lít dầu? Còn em là không ngay, bởi vì có khi là ròng ruồng máy nó chạy không. Tùy cả nó tính rộng thì máy chạy không. Ví dụ như từ bên này anh sang bên kia thì đã máy nó chạy đưa sang đưa lúa sang bơ. Vâng. Cả đó tính tính được. Thì anh có ước lượng được không? Cái đó thì từ sáng đầu này chưa biết. Thế thường thường thì chi phí thì mình sẽ lãi khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh có tính theo cái lãi theo phần trăm không? Đấy còn đây bằng chia mà, còn trả cho bằng tiền là bằng chia cả đó thì... À, tức là trả cho thợ. Công thợ thì bao tiền một ngày anh? Cả đó tùy theo thợ. Tùy theo thợ. Thế thường thường là mình sẽ trả bao tiền một ngày?
Người ta làm 6... từ sáng đến chiều đi. 600. 600 một ngày cơ. Bảo lương cũng cao chứ nhỉ. Thì chưa đâu ngủ làm cả tối mà. Chưa cả tối. Làm à, cả tối cũng làm à? Tối là làm 8 9 9 giờ nghỉ. Thì thường thường một ngày thì các anh làm cho máy nó hoạt động khoảng bao nhiêu tiếng? Một ngày cỡ 14-15 tiếng. Bao nhiêu ạ? 14-15 tiếng. 14-15 tiếng. Sau rất nhiều khó khăn thì tôi đã nhờ được anh Sử, anh đồng ý cho chúng tôi là trải nghiệm thử cái xe, cái máy gặt này. Và bây giờ chúng tôi sẽ hoạt động cái máy gặt này. Bây giờ chúng tôi bắt đầu trải nghiệm chiếc máy gặt. Đây là khởi động đúng không? Vâng, bật, đây là nút bật này. Đây là start. Sau khi được trải nghiệm chiếc máy gặt phía sau lưng tôi, trông có vẻ rất cồng kềnh, cục mịch và sử dụng phức tạp, thì tôi thấy là thực sự là nó không khó như ban đầu chúng ta nghĩ. Các thao tác tiến lùi thì rất đơn giản, chỉ cần gạt lên gạt xuống. Hãy cài đặt ứng dụng OMG Radio để nghe nhiều hơn những chương trình hấp dẫn và thú vị nhé.